Cảm ơn
rồi. Nhưng mà vừa quá. Cái quá. Cố. Cái quá. Cái. Cố em phải lấy được một cạo của anh Hưng. Tôi anh Hưng ơi, em bỏ cuộc cay quá phòng hít mồm. Cay quá phòng hít mồm. Các bạn này thì các bạn này hãy comment ở phía dưới nha. Thôi bây giờ mình bye bye.